Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình sẽ giới thiệu bạn tham gia một chương trình để góp nhận một token Cookie Holacy FX từ sàn SumSwap nha các bạn. Thì một token này trị giá tương đương đã list sàn MakerSwap là một token là của khoảng 57 đô các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video, mình mở Telegram bấm start để chat chatbot nha các bạn. Rồi, các bạn bấm vào continue, các bạn lướt cấp tra 11 trị 6 bằng 17 nha các bạn. Các bạn bấm vào continue nó mới được đi tiếp nha các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên thì list on MakerSwap nè các bạn. Đây là token của sàn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join vào kênh group nè các bạn. Rồi các bạn join sao các bạn. Đây mình bỏ một con các bạn. Rồi các bạn join sao nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại. Nhìn tiếp theo các bạn join tiếp kênh Chaler nha các bạn, follow và từ Wish. Rồi sau khi các bạn join vào xong thì các bạn mới đáp lại nè, bạn tiếp tục các bạn follow từ Twitter và từ Wish. Hiện tại token của sàn này chỉ giá là 15 đô nhưng mà nó đã list trên sàn MakerSwap giá khá là cao luôn các bạn, 57 đô cho một token nha các bạn. Rồi trên tờ Twitter nó thì các bạn theo dõi nè các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn like nha các bạn. Like. Các bạn kích dẫn với tweet nha các bạn. À cộng SumSwap. Rồi các bạn kích dẫn các bạn có username của nó tất cả các bạn. À cộng SumSwap. Này này hình này nè các bạn. Rồi các bạn trả lời nha các bạn. Sau khi các bạn bấm trả lời xong thì các bạn bắt up lên nè các bạn. Các bạn bấm Don. Rồi các bạn bấm Don tiếp tục nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền lại username tại Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. Thì các bạn mở tại Twitter. Các bạn mở tại Twitter mình ra nhấp vào bay vào bên cùng nè bạn. Các bạn copy cái username tại Twitter mình là cộng winvv này nè. Các bạn copy username của tất cả các bạn nha các bạn. Còn đây thì username của mình thì a cộng. Phan các bạn chờ xíu nha các bạn. Cộng win v này là H9 này các bạn. Rồi bạn gửi cho bot nha các bạn. Tiếp tục các bạn bấm join vào kênh Chaler nè. Rồi multi bấm nhớ multi trên nguồn gấp 6 các bạn. Rồi bấm don. Tiếp tục thì bạn gửi địa chỉ BNB Smart Chain nha các bạn. Thì bạn dùng địa chỉ trên YouTube Wallet của mình nha các bạn. Các bạn có thể dùng địa chỉ Safiban hoặc địa chỉ Etax Metamask, các bạn tích hợp mạng BNB Smart Chain của mình vào các bạn. Các bạn sao chép địa chỉ BNB Bet20 mình nè. Rồi các bạn sáng vào đây nè các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn việc lên ghép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm tốc cần các bạn. Ok, như vậy mà đã mỗi một lượt ghép các bạn sẽ nhận được 0.05 tốc cần ship CSF nữa. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận một token CSF đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đang theo dõi video của mình và chào tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.